Trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn châu Âu làm nức lòng người hâm mộ, tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thao luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước khi sang New Zealand vào ngày 5 tháng 7. World Cup nữ 2023 đang đến gần, trình độ của các nữ chiến binh sao vàng so với đẳng cấp thế giới cũng chẳng còn quá xa. Đội tuyển Đức là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 được tổ chức tại New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tới. Đội bóng này đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA với hai lần vô địch thế giới những năm 2003 và 2007, là đương kim Á quân châu Âu và từng 8 lần đăng quang tại giải đấu này. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp như vậy, thật khó để tuyển nữ Việt Nam tránh khỏi thất bại theo kiểu chịu trận như đã từng thua tuyển Pháp một năm về trước với tỷ số 7-0. Tuy nhiên, tất cả đều việt vị. Tuyển nữ Việt Nam có màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ và khiến truyền thông Đức phải ngả mũ thán phục. Kicker, tờ báo thể thao hàng đầu nước Đức nhận định, tuyển nữ Đức phải rất vất vả mới có được chiến thắng xít sao 2-1 trước tuyển Việt Nam. Có những thời điểm, thậm chí đội bóng Đức phải cắn răng chịu trận. Tờ Bild thì đưa ra bình luận, những tuyển thủ nữ Việt Nam dũng cảm và nhanh như chớp đã nhiều lần khiến thủ thành Merforms phải cứu thua trong tình thế ngặt nghèo. Vào cuối trận, Việt Nam đã có được bàn thắng ở những phút bù giờ. Nguyễn Thị Thanh Nhã đã hoàn thành một pha phản công và phát hiện ra điểm yếu của hàng phòng ngự Đức để khai thác ghi bàn. Football Berichte thì tán tụng cũng như dự đoán. Màn trình diễn của những cầu thủ Việt Nam đáng ra phải lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch viên. Trận đấu này cũng dự báo về một số bất ngờ ở kỳ World Cup sắp tới. Phân tích sâu hơn, kết quả để thua sát nút dù là kỳ tích, nhưng cái cách mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến đối phương cắn răng chịu đựng mới thật là chiến công hiển hách nhất. Chỉ nhận 2 bàn thua, tung ra 8 pha dứt điểm, bao gồm một bàn thắng và nhiều tình huống cận kề bàn thắng trước đối thủ cách 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của tuyển nữ Việt Nam. Dù phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 3, nhưng các nữ chiến binh sao vàng không để vỡ trận. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tổ chức phòng ngự kín kẽ, thi đấu quyết liệt, không ngại lăn xả đeo bám đối thủ vượt trội về thể chất lẫn đẳng cấp. Chỉ đến cuối hiệp 2, ở phút thứ 80, tuyển Đức mới tìm được bàn thắng thứ hai. Điều đáng nói, không chỉ khiến hàng công đối phương bế tắc, tuyển nữ Việt Nam còn chủ động tổ chức phản công bằng những pha phối hợp sắc bén và có ý đồ rõ ràng. Tuyết Dung và Vũ Thị Hoa đều có cơ hội đối mặt thủ thành đối phương sau những pha tổ chức vây giáp và gây áp lực ngay bên phần sân đối phương. Dương Thị Vân có pha sút xa hiểm hóc xuất phát từ tình huống đánh biên rồi trả ngược về trung lộ tuyến 2. Trong khi đó, bàn thắng của Thanh Nhã đến từ pha phản công ít chạm vỗ mặt. Cũng cần khen ngợi cô nàng chạy cánh khả ái của tuyển nữ Việt Nam với tình huống xử lý cực hay. Cô không chỉ tận dụng tốc độ để bỏ lại sau lưng toàn bộ hàng phòng ngự đẳng cấp thế giới của đối phương, mà còn bình tĩnh quan sát rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Forms. Bàn thắng này gợi nhớ đến tuyệt phẩm lốp bóng vào lưới của Myanmar của Thanh Nhã trong trận chung kết SEA Games 32 cách đây không lâu. Phải thật bản lĩnh, tự tin với kỹ năng xử lý bóng tốt, cũng như sở hữu trí tưởng tượng phong phú và kỹ năng dứt điểm rất tốt mới dám làm tung lưới đối phương theo cách ngoạn mục như thế. Bất luận tuyển Đức chưa có được đội hình mạnh nhất và trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu, màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam xứng đáng nhận được lời ngợi khen và minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc trong suốt hành trình gian nan nhưng đầy cảm xúc để đi đến vòng chung kết World Cup. Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu vòng loại World Cup 2023 bằng các trận đấu của vòng loại Asian Cup, giải bóng đá nữ vô địch châu Á cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2021. Tại đó, với thứ hạng 8 châu Á, tuyển nữ Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu và lá thăm đưa những chiến binh sao vàng với Tajikistan, Maldives và Afghanistan. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2021, tuyển Afghanistan rút lui, bảng đấu còn lại 3 đội. Sau 2 trận đấu, tuyển nữ Việt Nam toàn thắng với hiệu số 2-3-0, trong đó thắng Maldives với tỷ số 16-0, thắng Tajikistan 7-0. Đáng chú ý, dù chỉ đá 2 trận nhưng Phạm Hải Yến của tuyển Việt Nam là vua phá lưới vòng loại với 8 bàn. Riêng trong trận gặp Maldives, chân sút 28 tuổi này ghi tới 6 bàn. Là một trong 12 đội giành vé vào vòng chung kết, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C có sự hiện diện của hai đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng Myanmar vốn là kình địch rất khó chịu tại khu vực Đông Nam Á. Khi cả tuyển nữ Việt Nam và Myanmar cùng thua 2 trận đầu trước Nhật Bản và Hàn Quốc. Đương nhiên, màn quyết chiến ở lượt trận cuối của hai đội sẽ quyết định tấm vé vào vòng xét tuyển cho những đội xếp hạng 3 tại mỗi bảng. Nhưng trước khi nói về trận đấu đó, cần ngược lại thời gian một chút để nhớ lại những gì mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải trải qua. Tháng 1 năm 2022, thế giới vẫn chìm trong đại dịch Covid-19. Tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết. Sau một trận giao hữu với câu lạc bộ bóng đá nữ địa phương,
tuyển nữ Việt Nam được thông báo rằng một số thành viên đội chủ nhà dương tính với Covid-19. Các cầu thủ nhanh chóng được xét nghiệm với kết quả dương tính cho một số cầu thủ. Những ngày sau đó, thời gian đến vòng chung kết Asian Cup ngắn lại tỷ lệ nghịch với số lượng cầu thủ nhiễm Covid-19. Thậm chí khi di chuyển từ Tây Ban Nha về Ấn Độ, đội hình chỉ còn đúng 5 cầu thủ khỏe mạnh để tập luyện. Cũng rất may cho tuyển nữ Việt Nam, trước thời điểm khởi tranh một ngày, quân số đã trở lại đầy đủ. Nhưng tất nhiên, với những ảnh hưởng bởi virus, ra sân thi đấu là thử thách nhân lên gấp bội với những cầu thủ. Vì thế, việc chỉ để thua cùng tỷ số 0-3 trước Hàn Quốc và Nhật Bản được huấn luyện viên Mai Đức Chung ví như kỳ tích từ những nỗ lực tột cùng của các cầu thủ. Trong khi đó, Myanmar thua 0-5 trước Hàn Quốc, thua 0-2 trước Nhật Bản. Nghĩa là tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar là có vị trí thứ 3 nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Với quy chế hai đội đầu bảng và hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Nhiệm vụ của thầy trò Mai Đức Chung là hạn chế bàn thua trước Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như đánh bại kình địch cùng khu vực. Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với điểm nhấn là trận hòa ngoan cường trong thế Myanmar hai lần vượt lên dẫn trước ở lượt trận cuối. Tại tứ kết, tuyển nữ Việt Nam để thua Trung Quốc nhưng vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup nhờ thi đấu playoff cùng Thái Lan và Đài Loan Trung Quốc. Hai chiến thắng kịch tính khác, đặc biệt là chiến thắng quyết định với tỷ số 2-1 trước Đài Loan Trung Quốc giúp các cô gái áo đỏ làm nên lịch sử. Ở trận quyết đấu, một lần nữa, các tuyển thủ thể hiện tinh thần quật cường. Trong cái nóng ở Navi Mumbai, Ấn Độ, Myanmar hai lần vượt lên dẫn trước là hai lần Tuyết Dung và Huỳnh Như lần lượt gỡ hòa. Tuyển nữ Việt Nam là một trong hai đội cùng Thái Lan vào đến tứ kết với tư cách đội đứng thứ 3 có kết quả tốt hơn, với Iran xếp thứ 3 bảng A nhưng không có điểm nào. Gặp tuyển Trung Quốc tại tứ kết, tuyển nữ Việt Nam thua 1-3 và phải rẽ sang hướng playoff với hai đội khác là Thái Lan và Đài Loan Trung Quốc. Tại đây, tiếp tục là những khó khăn khác, bởi sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-0, tuyển Đài Loan Trung Quốc lại thắng Thái Lan 3-0. Do thua về hệ số, nếu không thắng Đài Loan Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ không có vé đến Australia và New Zealand. Trương Thị Kiều sớm đưa đội nhà vượt lên, nhưng sức ép từ đối thủ có thể lực tốt đã mang đến bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Rất nhanh sau đó, Bích Thùy giúp Việt Nam dẫn lại 2-1, và trong hơn 30 phút cuối trận, các tuyển thủ áo đỏ đã kiên cường để giữ vững tỷ số. Khi trọng tài kết thúc trận đấu, khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc xuất hiện. Cho đến giờ, hẳn các cầu thủ và người hâm mộ vẫn nổi gai ốc khi nhớ lại thời khắc đó, hành trình đó. Quả thực, lửa thử vang, gian nan thử sức. Vượt qua vô vàn khó khăn, tuyển nữ Việt Nam ngày càng trở nên gắn kết và bản lĩnh như đã thể hiện trong trận giao hữu với tuyển Đức. Trước mắt, thầy trò Mai Đức Chung vẫn còn 2 trận giao hữu nữa để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá tại New Zealand, bao gồm màn chạm trán chính đội chủ nhà vào ngày 10 tháng 7 và cuộc đấu cùng tuyển Tây Ban Nha, đội bóng đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA. World Cup nữ 2023 không còn xa, đẳng cấp của tuyển nữ Việt Nam và các đối thủ trình độ World Cup cũng được thu hẹp đáng kể. Vì lẽ đó, chẳng có lý do gì những nữ chiến binh sao vàng lại chẳng khát khao tạo ra bất ngờ trước Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, những đội bóng mạnh nằm chung tại bảng E.